Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản giao Ủy ban nhân dân các huyện thành phố ra soát thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn, cụ thể phải phân loại các dự án đang gặp khó khăn vướng mắt, chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắt hoặc triển khai chậm để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắt thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố cần tập trung xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định Việc xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại các điều 108, 112, 114 luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành để không gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đặc biệt phải ra soát tổng hợp các dự án nhà ở thương mại mà chưa bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.